Mới đây, netizen bàn tán xôn xao khi mạng xã hội rộ tin Hương Ly đang nuôi giấm măng để làm vải chinh chiến một cuộc thi nhan sắc. Đặc biệt hơn là khi Á hậu Thảo Nhi vừa chính thức mất sức dự thi Miss Universe 2023 và phía tổ chức Miss Universe Việt Nam đang tìm kiếm một đại diện khác thay thế. Tin đồn xuất phát từ chuyên gia trang điểm Nguyễn Chánh Tính khi anh đăng hình ảnh một bình Scorby giấm măng trên story trang cá nhân và cho biết tiếp tục nuôi Scorby để làm vải cho Hương Ly đi thi nữa nè. Chia sẻ này của anh ngay lập tức làm dấy lên tin đồn rằng Hương Ly chính là người thay thế Á hậu Thảo Nhi Lê tham gia Miss Universe 2023. Bên cạnh Bùi Quỳnh Hoa là người đẹp Gia Lai, luôn được nhắc đến là một trong những cái tên sẽ thay thế Á hậu Thảo Nhi Lê, đại diện Việt Nam tại Miss Universe 2023. Mặc dù chưa lên tiếng xác nhận, nhưng những động thái của Hương Ly cho thấy cô đang úp mở sẽ tiếp tục tham gia đấu trường nhan sắc. Trước đó, trong đêm thi bán kết Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam, Hương Ly khoác lên mình bộ vải được làm từ giấm măng một thời gây sốc toàn thế giới. Không chỉ ở thiết kế đẹp mắt, khoe trọn vẹn vẻ đẹp gợi cảm của cô, mà còn góp phần phát triển thời trang bền vững, truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó, chuyên gia trang điểm của người đẹp Hương Ly còn đăng tải video hậu trường một buổi chụp ảnh của top 5 Miss Universe Việt Nam 2022. Điều đặc biệt đáng nổi chính là việc người này đăng tải clip cùng dòng trạng thái dưới clip Rose 2. Qua những ẩn ý từ các manh mối trên, thêm với những tin đồn của netizen những ngày qua, cư dân mạng truyền tay nhau rằng Hương Ly đang chụp ảnh profile để tham gia một cuộc thi nhan sắc quốc tế. Trở lại Hoa hậu Hoàng vũ Việt Nam 2022, Hương Ly đặt mục tiêu trở thành Á hậu 1 và chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế. Tuy nhiên, Hương Ly một lần nữa không đạt được mục tiêu đề ra. Tại cuộc thi, Hương Ly là thí sinh mạnh được đánh giá cao, có dày dặn kinh nghiệm trình diễn, phong thái tự tin với sắc vóc nổi bật. Theo thông tin do ban tổ chức cung cấp, cô cao 1m76 cùng số đo 3 vòng, 79, 62,5, 92cm. Tuy nhiên, điểm yếu của Hương Ly là tiếng Anh. Thật hư, thông tin Hương Ly thay thế Thảo Nhi Lê, đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2023 có đúng hay không thì hãy chờ kết quả cuối cùng như thế nào nhé.